Biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Trong bản tin về tình hình chính trị xã hội trong nước và quốc tế hôm nay, hãy cùng với chúng tôi cập nhật những tin tức nóng nhất đã diễn ra trong 24 giờ qua ở những phút sắp tới đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Các bạn thân mến, chúng ta nghe nhiều về chính trị, quân sự rồi thì hôm nay Tin Mới sẽ đổi gió một chút sang mảng văn hóa để cho chúng ta thêm tự hào về bản sắc Việt Nam hơn các bạn nhé. Chắc hẳn là các bạn đã biết được trên thế giới này chỉ có hai dân tộc bị đô hộ trên 1.000 năm mà không mất đi tiếng nói của mình, đó là Việt Nam và Do Thái. Đồng hóa dân tộc bao gồm thứ nhất, đồng hóa tự nhiên, tức là quá trình dân tộc A trong giao tiếp với dân tộc B. Do chịu ảnh hưởng lâu dài của B mà A tự nhiên mất dần đi bản sắc của mình, cuối cùng đã bị B đồng hóa. Đây là một xu hướng tự nhiên trong tiến trình lịch sử của loài người. Thứ hai, đồng hóa cưỡng chế, sự cưỡng bức của một dân tộc nhỏ yếu hơn, chấp nhận ngôn ngữ, chữ viết, phong tục, tập quán của một dân tộc lớn mạnh hơn. Đây là một tội ác. Đồng hóa ngôn ngữ là công cụ đồng hóa văn hóa thông dụng nhất, quan trọng nhất, hiệu quả nhất. Một dân tộc bị mất tiếng nói mẹ đẻ của mình và phải nói tiếng của một dân tộc khác thì không còn giữ được bản sắc dân tộc nữa. Trong lịch sử, các nền văn hóa thường bị nền văn hóa mạnh đồng hóa cưỡng bức, đồng hóa ngôn ngữ dân bản xứ. Quá trình này diễn ra khá nhanh. Nhìn chung, 6 năm đến 6 thế hệ, mỗi thế hệ 25 năm, tiếng nói của người bản xứ đã bị thay bằng ngôn ngữ của nước cai trị. Đầu thế kỷ 15, Brazil bị Bồ Đào Nha chiếm. Chẳng bao lâu thì tiếng Bồ đã trở thành ngôn ngữ chính thức duy nhất của người Brazil. Năm 1918, nước ta bắt đầu dạy tiếng Pháp ở lớp cuối tiểu học. 10 đến 20 năm sau, toàn bộ học sinh trung học cơ sở trở lên đến trường đã chỉ nói tiếng Pháp. Giáo viên cũng chỉ giảng dạy bằng tiếng Pháp. Nếu cứ thế, 50 năm nữa có lẽ Việt Nam đã trở thành nước nói tiếng Pháp. Thế nhưng, sau hơn 1.000 năm bị bọn phong kiến, người Hán thống trị và cưỡng bức đồng hóa, dân tộc Việt Nam vẫn không bị Hán hóa, vẫn giữ nguyên được nòi giống, tiếng nói và phong tục tập quán. Vì sao tổ tiên ta có thể làm được kỳ tích ấy? Có người nói đó là do dân ta giàu tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc, xã hội có cơ chế làng xã bền chặt. Thực tế cho thấy tổ tiên ta giành được thắng lợi chống đồng hóa không phải bằng đấu tranh vũ trang mà chủ yếu bằng tài trí. Xin nói thêm rằng chính người Trung Quốc cũng rất quan tâm vấn đề này. Nếu các bạn thử nêu lên vấn đề này trên mạng Baidu của họ để tìm câu hỏi rằng vì sao Trung Quốc thống trị Việt Nam hơn 1.000 năm mà Việt Nam không bị đồng hóa, họ sẽ nêu ra các lý do sau. Văn hóa Việt Nam có trình độ Hán hóa cao, người Việt rất hiểu và không phục Trung Quốc. Người Việt Nam ở quá xa Trung Quốc, khí hậu nóng, quan lại người Hán ngại sang Việt Nam làm việc. Đã sang thì chỉ lo làm giàu, không lo đồng hóa dân bản xứ. Người Hán di cư đến Việt Nam đều bị người bản xứ đồng hóa. Họ tỏ ra tiếc nuối về sự kiện Việt Nam sau hơn 10 thế kỷ từng là quận, huyện của Trung Quốc, thường dùng chữ Hán hàng nghìn năm mà rốt cuộc lại trở thành một quốc gia độc lập dùng chữ Latin hóa. Ngày nay là quốc gia trong khu vực cứng nhất, chống lại mạnh nhất chính sách xâm lấn Biển Đông của Bắc Kinh. Sau khi chiếm nước ta năm 203 trước công nguyên, Triệu Đà đã ép buộc dân ta học Hát ngữ nhằm đồng hóa họ bằng ngôn ngữ. Triều nhà Minh còn tìm cách tiêu diệt nền văn hóa của ta như tiêu hủy toàn bộ các thư tịch do người Việt viết, bắt nhân tài, thợ giỏi người Việt sang Trung Hoa phục dịch. Như vậy, dân tộc ta buộc phải chấp nhận học chữ Hán từ rất sớm. Do hiểu biết người Hán nên tầng lớp tinh hoa người Việt nhanh chóng nhận ra. Nếu cứ học như thế, cuối cùng thì tiếng Việt sẽ bị thay thế bằng tiếng Hán. Dân ta sẽ trở thành một bộ phận của Trung Quốc. Vậy cha ông ta đã dùng cách nào để giữ được tiếng nói của dân tộc ta? Trong hơn 1.000 năm bị cưỡng bức, học và dùng chữ Hán cũng như phải tiếp thu nhiều yếu tố của nền văn minh Trung Hoa. Trong 1.000 năm Bắc thuộc, nước ta bị Hán hóa toàn diện, các khác biệt bị xói mòn rất nhiều kể cả về huyết thống. May sao tổ tiên ta vẫn giữ được một khác biệt căn bản, nhất là ngôn ngữ.
Giữ được thế cũng là nhờ tiếng Việt tiềm ẩn những tính năng kỳ diệu, chẳng hạn ngữ âm cực kỳ phong phú, có thể ghi âm hầu hết mọi ngữ âm ngoại ngữ. Tổ tiên ta đã nghĩ ra cách học chữ Hán bằng tiếng Việt, gọi là từ Hán Việt mà không đọc bằng tiếng Hán, tức Việt Nam hóa phần ngữ âm của chữ Hán, biến thành chữ của mình gọi là chữ Nho. Với ý nghĩa chữ của người có học, chữ Nho chính là chữ Hán, được phiên âm tiếng Việt, vì thế dễ học hơn. Tổ tiên ta có thể dùng chữ Nho bút đàm giao dịch với quan chức chính quyền chiếm đóng, đạt được yêu cầu bắt dân ta học chữ của chúng. Rốt cuộc người Việt Nam có chữ để ghi chép và giao tiếp, nhưng vẫn đời đời nói tiếng mẹ đẻ, không ai nói tiếng Hán. Mưu toan Hán hóa ngôn ngữ hoàn toàn thất bại, giữ được nguyên vẹn tiếng mẹ đẻ và nhờ đó đã giữ được nòi giống và đất nước mình. Đây là thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Theo ngôn ngữ học hiện đại là tổ tiên ta đã biết lợi dụng đặc điểm ghi ý, không ghi âm của chữ Hán để đọc chữ Hán bằng bản ngữ, chữ Nho đã thầm lặng vô hiệu hóa quá trình Hán hóa ngôn ngữ. Từ Hán Việt đã giúp kho tàng của từ vựng tiếng Việt phong phú thêm nhiều lần, cả về số lượng và mỹ cảm. Cho dù khoảng 60% từ vựng hiện nay có gốc Hán ngữ, nhưng đó chỉ là hiện tượng giao thoa ngôn ngữ bình thường, để sửa nhược điểm chữ Nho không ghi tiếng Việt nào. Vào khoảng thế kỷ 12, tổ tiên ta đã làm một thử nghiệm ngôn ngữ táo bạo là sáng tạo chữ Nôm, có yếu tố biểu âm ghi âm được tiếng Việt. Chữ Nôm cấu tạo trên nền tảng của chữ Hán, viết chữ Hán mới học được chữ Nôm. Vì vậy, phụ thuộc Hán ngữ và khó phổ cập lại chưa được nhà nước công nhận, thời gian tồn tại quá ngắn so với chữ Nho. Tuy vậy, do văn chương chữ Nôm thể hiện được tiếng nói và nỗi lòng của người bình dân, nên đã tạo dựng được một nền văn học mới, trội hơn hẳn văn học chữ Nho, mở ra một giai đoạn phát triển rực rỡ của nền văn hóa Việt. Thử nghiệm này còn hé lộ một tiềm năng cực kỳ quý giá của tiếng Việt, thích hợp chữ biểu âm. Đây là điều kiện tất yếu để năm thế kỷ sau, các giáo sư Francesco de Pina, Cristoforo Borri, Alexander de Brodes đã làm được chữ biểu âm Latin hóa cho tiếng Việt. Giả sử các giáo sư bậc thầy ngôn ngữ học ấy lấy Trung Quốc làm chữ biểu âm cho tiếng Hán, thì chắc chắn họ sẽ thất bại bởi lẽ tiếng Hán không thích hợp chữ biểu âm. Với hai ưu điểm quý giá biểu âm và Latin hóa, chữ quốc ngữ đã làm thay đổi đời sống ngôn ngữ, văn hóa, xã hội nước ta, mở ra một kỷ nguyên mới cho nền văn minh Việt. Loại chữ này ghi âm được 100% tiếng Việt, thực hiện nói nghĩ thế nào viết thế ấy, viết thế nào đọc thế ấy, lại dễ học, dễ dùng, chưa từng thấy. Giới tinh hoa nước ta ca ngợi chữ quốc ngữ là hồn đất nước. Chữ quốc ngữ đã thúc đẩy nền văn minh Việt phát triển với tốc độ gấp trăm lần quá khứ. Thứ chữ này nhanh chóng được toàn dân chào đón và học tập, vừa nâng cao dân trí vừa có tác dụng thống nhất âm tiếng Việt trong cả nước, qua đó góp phần thống nhất dân tộc. Dùng chữ quốc ngữ có thể dịch các từ ngữ Hán hoặc Nôm và ngoại văn ra tiếng Việt, nhờ thế dân ta được tiếp xúc với kho tàng văn hóa của tổ tiên, các trào lưu tư tưởng mới và khoa học kỹ thuật phương Tây. Các lĩnh vực văn học, giáo dục, nghệ thuật, báo chí, xuất bản nhanh chóng hình thành và phát triển vượt xa mấy nghìn năm cũ. Cây văn hóa Việt Nam vươn cao, thoát khỏi nguy cơ còi cọc vì cớm nắng do ở cạnh đại thụ văn hóa Trung Hoa. Phạm Quỳnh nói chữ quốc ngữ là công cụ kỳ diệu giải phóng trí tuệ người Việt. Đúng thế, dùng chữ quốc ngữ có thể ghi lại mọi thứ không bị gián đoạn, do phải tra tìm chữ như khi dùng chữ Hán, chữ Nôm. Trí tuệ được giải phóng dẫn đến sự hình thành một tầng lớp trí thức tân tiến. Do chữ cái Latin, dùng được kỹ thuật in chữ rời, các sách báo ấn phẩm đua nhau xuất bản, các tổ chức cách mạng đều dùng chữ quốc ngữ để tuyên truyền tư tưởng yêu nước chống thực dân phong kiến. Chữ quốc ngữ làm cho tiếng Việt trở thành ngôn ngữ hoàn toàn độc lập với Hán ngữ. Thời xưa, Việt Nam, Nhật, bán đảo Triều Tiên đều dùng chữ Hán. Khi thấy mặt hạn chế của nó, cả ba đều cố thoát Hán về ngôn ngữ. Bán đảo Triều Tiên thế kỷ 15 làm chữ biểu âm Hangul, nhưng Hàn Quốc hiện vẫn phải dùng chữ Hán để chú giải các từ ngữ cần chính xác như về pháp lý. Người Nhật thế kỷ thứ 9 làm chữ biểu âm Kana, nhưng hiện vẫn dùng gần 2.000 chữ Hán. Riêng Việt Nam, nhờ dùng chữ quốc ngữ mà từ năm 1919 chính thức bỏ chữ Hán. Quá trình thoát Hán, thoát khổng này nhanh gọn, không gây ra sự đứt gãy văn hóa, là một thắng lợi văn hóa tư tưởng cực kỳ quan trọng của dân tộc ta.
ngay từ năm 1954 nhận thấy hạn chế của tiếng Hán, Ủy ban Cải cách chữ viết Trung Quốc đã đặt nhiệm vụ tham khảo chữ quốc ngữ Việt Nam, nhưng một học giả hàng đầu Trung Quốc lại chê bai chữ viết của người Việt Nam sau khi phiên âm hóa đầu đội mũ, chân đi giày rất nực cười do nhìn chữ quốc ngữ với con mắt trọng tự hình. Nhẹ ngữ âm nên họ chỉ thấy giày mũ mà chưa thấy một điều quan trọng là tiếng Việt giàu âm tiết còn tiếng Hán nghèo âm tiết. Do đó, Hán ngữ có nhiều chữ đồng âm, hậu quả là không làm được chữ biểu âm. Ví dụ tiếng Việt à, á, ách, ai, am, an, ang tổng cộng có 27 âm tiết, trong khi tiếng Hán thì chỉ có a, ai, am, ang, ao, chỉ có 5 âm tiết. Ngôn ngữ đơn lập, nếu nghèo âm tiết thì không thể nào làm được chữ biểu âm, còn nếu giàu âm tiết thì được chữ biểu âm. Từ đó giải đáp được câu hỏi vì sao cùng là các ngôn ngữ đơn lập mà tiếng Việt làm được chữ biểu âm, còn tiếng Hán thì không. Chữ quốc ngữ đã thúc đẩy nền văn minh Việt phát triển với tốc độ gấp trăm lần quá khứ. Thứ chữ này nhanh chóng được toàn dân chào đón và học tập, vừa nâng cao dân trí, vừa có tác dụng thống nhất âm tiếng Việt trong cả nước, qua đó góp phần thống nhất dân tộc. Dùng chữ quốc ngữ có thể dịch sang từ ngữ Hán hoặc Nôm và ngoại văn ra tiếng Việt. Nhờ thế, dân tộc ta được tiếp xúc với kho tàng văn hóa của tổ tiên, các trào lưu tư tưởng mới và khoa học kỹ thuật phương Tây. Đúng thế, dùng chữ quốc ngữ có thể ghi lại mọi ý nghĩ không bị gián đoạn, do phải tra tìm chữ như khi dùng chữ Án, chữ Nôm, trí tuệ được giải phóng dẫn đến sự hình thành một tầng lớp trí thức tân tiến. Do chữ cái Latin dùng được kỹ thuật in chữ rời, các sách báo ấn phẩm đua nhau xuất bản, các tổ chức cách mạng đều dùng chữ quốc ngữ để tuyên truyền tư tưởng yêu nước, chống thực dân phong kiến. Giới học giả Trung Quốc ngày nay chấp nhận quan điểm chữ Hán là báu vật của văn minh cổ đại nhưng lại là gánh nặng của nền văn minh hiện đại. Nhưng người Trung Quốc sẽ không vì gánh nặng ấy mà tiến chậm trên con đường hiện đại hóa của họ, bởi lẽ họ nổi tiếng cần cù, chịu khó, chịu khổ lại được tiếp nguồn sức mạnh to lớn của nền văn minh Trung Hoa. Video của kênh xin dừng ở đây. Bạn có cảm nhận thế nào hãy nêu bên dưới phần bình luận nhé. Nếu bạn yêu thích video hãy ấn nút thích, chia sẻ với người xung quanh và đăng ký kênh để cập nhật những thông tin hữu ích mà chúng tôi sẽ mang đến cho các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp những thắc mắc giúp quý vị. Nếu quý vị thấy hay thì hãy ấn like và nhấn biểu tượng chuông phía dưới để không bỏ lỡ những video mới nhất của 30 tập chúng tôi nhé. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo của Tin Mới.